Premier League 2021-2022 cuối cùng cũng đã hạ màn với chiếc vô địch dành cho Man City. Trong cuộc đua đầy kịch tính với Liverpool đến tận những phút cuối cùng, số màn ngược dòng trước Aston Villa. Chiếc vô địch nước Anh lần thứ 8 cực kỳ thuyết phục cho đội chủ sân Etihad và là tiền đề quan trọng để Man City có thể tiếp tục chinh phục những danh hiệu tiếp theo trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh chiếc vô địch thứ 8 của Man City, chúng ta cũng không nên bỏ qua những thống kê thú vị của mùa giải này. Không chần chờ gì nữa, hãy cùng đến với những thống kê thú vị Premier League 2021-2022. Cân bằng kỷ lục số bàn thắng. Premier League mùa này ghi nhận có tới 1071 bàn thắng được ghi, chỉ kém một bàn so với thành tích mùa giải 2018-2019 khi 20 câu lạc bộ ghi tới 1072 bàn. Nếu chia trung bình cho 38 vòng đấu thì mỗi trận có đến 2,82 bàn thắng. Man City là đội ghi nhiều bàn nhất với 99 lần làm tung lưới đối phương, trong khi đó Norwich là đội bóng ghi ít bàn thắng nhất. Thành tích nhiều bàn nhất trong một mùa giải là đến từ 9 mùa bóng Premier League đầu tiên trong lịch sử, mùa 92-93, chứng kiến số bàn thắng 1.222. Tuy nhiên, đó là mùa bóng có tới 22 đội tham gia, thay vì 20 như hiện tại. Dù Manchester United là đội vô địch, nhưng Blackburn Rovers mới là đội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa đó với 68 bàn. Từng có những Chelsea, Man United và Tottenham đứng đầu bảng xếp hạng. Liverpool có lẽ là đội bóng xui xẻo nhất mùa này khi họ vấp phải một Man City quá đội kiên cường và ổn định. The Cop chỉ có đúng 11 ngày đứng trên đỉnh bảng xếp hạng, ít hơn cả Chelsea với 70 ngày, Tottenham Hotspur với 13 ngày hay Manchester United với 14 ngày. Đương nhiên tất cả đều ít hơn rất nhiều so với số ngày dẫn đầu của đoàn quân Pep Guardiola, 168 ngày ngự trị trên đỉnh. Trong một mùa bóng kéo dài 38 vòng, đã có tới 7 câu lạc bộ tranh nhau vị trí dẫn đầu. Điều này chứng tỏ sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt tại Premier League, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững phong độ trong suốt một chặng hành trình dài. Manchester United khi hàng thủ là tử huyệt. Không phải những đội rớt hạng như Burnley, Watford hay Norwich là những đội bị thủng lưới nhiều nhất mùa này, mà đó là Manchester United khi David De Gea có 57 lần vào lưới nhặt bóng. Đây là thành tích tệ nhất của Man United từ khi giải đấu hàng đầu nước Anh chính thức mang tên Premier League. Còn nếu tính xa hơn nữa thì kỷ lục đáng buồn mùa này chỉ kém hơn mùa bóng 78-79 của Man United khi họ phải nhận 63 bàn thua. Đó cũng là lần đầu tiên mà đội chủ sân Old Trafford kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng âm. Tuy nhiên nên nhớ rằng khi đó Manchester United thậm chí còn không được xem là đội bóng tranh suất nhiều châu Âu. Họ chỉ đơn giản là duy trì vị trí dựa vào xếp hạng. Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer và Rangnick thậm chí còn tái hiện lại một kỷ lục đáng buồn nữa khi họ để thua nhiều bàn hơn cả những đội rớt hạng kể từ mùa giải 76-77. Đó là khi 62 bàn thua của đội chủ sân Old Trafford còn nhiều hơn cả Sunderland 54 hay Stoke City 51. Những thống kê đáng thất vọng trên chứng tỏ hàng thủ đang là điểm yếu chí mạng của câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh. Đây cũng là điều mà tân huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag cùng với các cộng sự phải đau đầu đi tìm lời giải. Khi bản lĩnh của những vị thánh đã không còn, từ một câu lạc bộ từng được xem là trở ngại đáng gờm của những câu lạc bộ tại Premier League, Southampton giờ đây là đang đánh mất dần bản lĩnh một chú ngựa Âu đáng gờm khi họ là đội bóng đánh mất nhiều điểm số nhất sau khi có được lợi thế dẫn bàn. Tổng cộng Southampton đánh rơi 29 điểm mùa giải này, tương đương với gần 10 trận thắng. Hãy tưởng tượng Southampton đủ bản lĩnh để bảo vệ thành quả và có hết chừng ấy điểm, họ đó là câu lạc bộ đường đường chính chính cạnh tranh suốt giữa cúp châu Âu cùng những Arsenal hay Tottenham. Xếp thứ hai trong danh sách đáng buồn này là Newcastle với 24 điểm, nhưng đáng chú ý nhất chính là Chelsea khi họ đánh rơi tới 20 điểm mùa này. Còn với Southampton, họ thậm chí còn tệ hơn mùa giải năm ngoái khi đánh rơi tới 23 điểm, khiến cho tổng số điểm mà họ đánh mất lên tới 52 điểm trong hai mùa liên tiếp, nhiều nhất trong bất kỳ đội bóng nào từng tham dự ngoại hạng Anh 2 năm liền. Một siêu đội hình đầy trẻ trung của Arsenal. Arsenal đã tự bắn vào chân mình ở mùa giải này khi những thất bại trước các đội bóng yếu hơn đã trực tiếp tước đi cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau. Đoàn quân của Mikel Arteta thiết lập kỷ lục đáng buồn về 6 năm liên tiếp không thể tham gia đấu trường giành giải nhất châu lục. Tuy nhiên, nếu xét ở mặt tích cực, đội chủ sân Emirates đang trên làn những băng non cực kỳ tài năng. Bằng chứng là chính pháo thủ là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, 24 tuổi 308 ngày. Đây là độ tuổi trẻ thứ hai trong lịch sử thi đấu ngoại hạng Anh của Arsenal, khi họ từng có một đội hình 24 tuổi 225 ngày
ở mùa 2008 2009 và vẫn kết thúc mùa giải vị trí thứ tư. Thậm chí Arsenal còn sở hữu trong tay hai chân sút U22 xuất sắc nhất mùa giải là Bukayo Saka với 11 bàn và Emil Smith Rowe 10 bàn. Đây có thể được xem là những tín hiệu tích cực cho một mùa giải sau đầy sáng lạn của câu lạc bộ thủ đô. Thành tích bất bại của Chelsea. Chelsea là đội bóng có thành tích bất bại mùa này nếu chỉ tính riêng ở 45 phút đầu tiên của giải đấu. Đoàn quân của Thomas Tuchel chưa bao giờ bị đưa vào thế dẫn khi hiệp một kết thúc. Trong 38 vòng, The Blues có 15 lần nhận trước đối thủ và 23 lần kết thúc hiệp một với tỷ số hòa. Tuy nhiên, số trận hòa quá nhiều khiến cho đại diện phía Tây London cũng không thể kiếm điểm nhiều hơn Liverpool và Man City. The Cup có được 79 điểm sau khi hiệp một kết thúc, trong khi nhà vua Premier League cũng đạt 77 điểm. Thế nhưng, đây được xem là tín hiệu tích cực để Thomas Tuchel cùng các học trò tiếp tục cải thiện thành tích của mình trong mùa giải sau. Sự cải thiện đáng ngưỡng mộ của Newcastle. Newcastle chính là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất giai đoạn nửa sau của Premier League. Đội bóng của huấn luyện viên Anthony Howe nắm quyền tự quyết khi bước sang năm 2022, bằng chứng là 78% số điểm mà Chichua dùng để trụ hạng đều giành được ở khoảng thời gian nửa sau của mùa giải. Chỉ có hai ông lớn là Liverpool và Man City giành được nhiều điểm số hơn đội chủ sân St James Park trong năm 2022. Tuy nhiên, Newcastle cũng thuộc trong nhóm những đội mất điểm nhiều nhất khi dẫn trước ở mùa giải này. Đây quả thực là một điều tiếc nuối. Vì nếu như thầy trò Anthony Howe có thể bảo vệ thành công lợi thế này, Newcastle hoàn toàn có thể cạnh tranh nhóm tham dự cúp châu Âu mùa sau. Tuy nhiên, đây cũng nên được xem là tín hiệu tích cực để những ông chủ mới của Newcastle quyết tâm hơn trong việc bảo chi vào mùa hè này. Không có cầu thủ nào ra sân mỗi phút ở Premier League. Đây là mùa giải thứ 3 trong lịch sử Premier League đánh dấu vì không có bất kỳ cầu thủ nào ra sân trọn vẹn cả 90 phút trong 38 vòng đấu. Hai mùa bóng trải qua thống kê tương tự là mùa 97-98 và 2005-2006. Tuy nhiên, đó là khi loại trừ các thủ môn vì Hugo Lloris và David De Gea chính là hai cầu thủ duy nhất chơi trọn vẹn số phút tại Premier League năm nay. Các cầu thủ chạm đến ngưỡng này chắc là đội trưởng của Wolverhampton, Conor Coady với 3.363 phút xuất hiện, trong khi Matty Cash của Aston Villa xếp thứ hai với 3.320 phút. Còn ở khía cạnh ngược lại, tân binh Daniel Chester của West Ham là cầu thủ có số lần ra sân ít nhất khi anh mới chỉ có 3 phút góp mặt trong trận thua tối thiểu trước Liverpool vào ngày 5 tháng 3. Đáng buồn hơn là anh còn không có cho bản thân bất kỳ lần chạm bóng nào và trở thành cầu thủ duy nhất ở Premier League không có bất kỳ lần đụng banh nào khi được cho vào sân. Premier League mùa này đã kết thúc với đội vô địch không nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên, những thông số thú vị trên có lẽ đã giúp bạn có được một góc nhìn khác về giải đấu hàng đầu nước Anh, cũng như những thành tích đáng tự hào hay đáng buồn của các câu lạc bộ. Mong rằng chúng ta sẽ được tiếp tục tận hưởng một mùa giải Premier League 2022-2023 đầy hấp dẫn hơn nữa.